Em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì sáng hôm nay á, em với anh Sơn sẽ đi xuống dưới ruộng ốc dưới để mà kéo củi về. Trời cũng hôm nay chuyển mưa cả nhà. Giờ để kéo củi về. Em cũng có mua củi ruộng ốc á, được mấy chục bó đó. Hôm nay cũng không có đi chặt được, rồi nhờ dì Út á kéo về rồi về chặt rồi bán cho em, rồi em cũng có mua rồi xong hết. Giờ em xuống dưới em chở, mời cả nhà đi với hai anh em của em nha. Dạ em ở cái nhà đi với chợ củi với anh em hết đống củi nào không anh em? Dạ hết đống luôn à, dạ hai anh em mình cố gắng chở về trước nha, để mưa tới là rửa hết trơn luôn. Này củi này là củi khô, khô sẵn luôn à, rồi cho nên mua về khỏi phơi. Còn cái hổm của mình chặt đó là phải mắc phải phơi. Cái này là vườn út chặt sẵn luôn anh em. Vườn út đi đám cưới. Nay vườn út với thím út đi đám rồi không có nhà. Hai anh em vô ginh về trở về luôn. Về cái ẩn cha củi tao không biết đâu nữa. Bữa nay mất tiêu hết trơn rồi. Nghe nói Dương Út đi đám cưới mấy ngày luôn á nè. Dạ. Bữa anh Dương Út có nói. Đi đám ở trên nhà của dì Năm á, là em của bà và vợ á, là ở trên trên Củ Chi chỉnh á, ở trên Gò Công chỉnh á. À, trên Gò Công bên quê Dương Út ha. À, rồi cưới vợ về Bến Tre. Những cái xe này của Dương Út đóng sẵn luôn cho mình ha anh Hiền. Dương Út cũng để đâu cũng làm mà không kéo củi á. Cũng về tới nhà. Đi đúng rồi. Bố này nó xúc cái nó đổ thì lên.
Cả nhà sớm giờ hai anh em á cũng đi chở củi xong rồi, rồi em cũng có ra đầu đường em mua được con cá điêu hồng nè, chút xíu em sẽ chiên. Còn hộp vịt này thì chút xíu em luộc. Cái rau dền này nè với lại cà rốt, bắp cải chút xíu em sẽ luộc mà mình chấm rau đồ ăn hết sưng. Còn chút xíu cái mình lấy nước làm canh mình húp cũng được. Thôi giờ em mời cả nhà vô bếp cùng hai anh em của em nha. Giờ hai anh em đi làm món ăn. Dạ. Cá nãy thì em có mần xong rồi, rồi để em đi bắt rồi cơm. Giờ em lấy cái xong đi bắt cơm. Nấu hai lon nè, hai anh em mình đủ ăn à. Ngừng lon ha. Dạ. Giờ em bắt nước vô cơm. Này hồi mình chắc nước cơm mình ăn đi, ngon hơn ạ. À. Này mình nấu cái củi mình chắc nước cơm hết nè. Dạ. Ăn nước cơm ăn ngon lắm. Dạ. Giờ cơm xong cho em bắt lên em nấu. Nấu cái con này 4 cây tuổi làm chín là cơm. Rồi gan hết thì dạ. Nó nhanh ha, nhanh nóng. Nó mà nóng cái nóng hoài. Ừ. Giờ hiếm kiếm cái lò gan thứ này lắm. Cái này của cháu rể nó tặng đó. Ừ. Nó ở ngoài Bắc nó đem vô nè. Để nấu cơm nha, anh lật rau. Dạ. Mà mình luộc mình chấm ăn. Để em thấy phụ cho làm biết rồi à. Ăn kịp không? Ăn cơm này có hai anh em ăn cơm trễ cả nhà. Bây giờ nè ta trồng tốt quá chưa, mình không biết cách chăm sóc không. Mình không biết cách nữa. Tại vì người ta trồng rẫy, anh ta trồng qua năm suốt tháng có kinh nghiệm. Dạ. Còn mình lâu lâu mình thợt với mình trồng lần thì mình không có dành bằng ta. Với lại nhiều khi mình hỏi người ta cũng đâu có chỉ anh. Mỗi người có bí quyết riêng ha. Dạ. Cũng như mình chén cơm của người ta, người ta không có chỉ cho mình. Ừ. Mà những chuyện vậy không ai chỉ hết cho mình. Mà mình cũng thấy mấy người nông dân thấy tội nghiệp lắm. Dạ. Làm cực chăm sóc mấy cây này cực lắm, rau nhất là rau. Thế vậy bắp cải để lâu cũng hư không chứ? Hư, nhưng mà nó có, không có còn ăn được thêm. Dạ. Kể còn cái gì còn ít thì mình ăn ít thôi. Còn nhiều mình ăn nhiều. Hơi một chút nha, ngay chân cái đít. Ờ. Để mình có gì mình ăn lấy tận dụng rồi hết. Mình lo mấy dàn củi vô xong khỏe ha. Dạ. Thì sáng giờ em sợ mưa tới á, rồi cái củi để ngoài sân á, rồi không có ai đậy giùm mình á. Là ướt cái là mình ha, mưa xuống ướt hết luôn á, chỗ dạ. Đó á. Dạ. Ướt cái rồi hả, phơi lại cực á. Tại vì trời này nắng khô. Khô gan luôn ha. Dạ, khô im quá mà hả, mình để này cho nó ướt, nó ổn. Ổn. Công trình là mình phơi cũng lâu. Sớm giờ em cũng lật rau xong rồi, bây giờ em bỏ muối vô, em xả nước em rửa rau. Giờ em bắt cái chảo lên em chiên cá luôn nha. Miếng này khô chậm đã chứ. Để vô chảo. Cơm nãy giờ nấu cũng sôi.
giờ sơ cái cho nó hơi nở nở xíu rồi hả chắc. Cái chảo lên nãy giờ cũng nóng, giờ em cho dầu vô em chiên cá luôn. Dầu á nãy giờ em cho vô cũng nóng, giờ em cho tép tỏi vô. Tép tỏi vô xong giờ em cho cá vô em chiên luôn. Nồi cơm á nãy giờ cũng được, giờ em chắc luôn. Chắc xong giờ em bắt lên. Em hấp mấy trứng hộp vịt luôn, hồi nãy em cũng có rửa xong. Giờ mình để vô đây chúng mình hấp cơm đi. Trong thời gian nhớ chiên cá thì em ở đây em bầm một miếng tỏi ớt để hồi làm nước mắm luôn. Củ tỏi mình cắt ra làm đôi nè, dễ lột. Nãy giờ em lột tỏi cũng xong, giờ em bầm luôn. Miếng ớt này cay, mình cho nửa trái thôi, nhiều quá ăn không nổi. Nước mắm sớm giờ em nấu cũng xong rồi, để cũng nguội, giờ em cho nửa miếng chanh vô. Em cho chanh vô xong rồi, giờ em đảo lên cho đều cái. Rồi giờ em cho tỏi ớt nè, em băm nè, em cho vô sau. Giờ em cho vô vậy cho nó đều, giờ em để đây, em đi luộc rau. Cá chiên nãy giờ giờ em chở bề. Đây người cho nó xứng cái bụng. Giờ em bắt cái son nước lên em luộc rau. Giờ bắt lên bếp ga mình luộc cho nó lẹ hai bếp kia dính này. Giờ em cho miếng muối vô. Mình luộc rau mình cho miếng muối, miếng bột ngọt ha. Nêm nếm cho thêm muỗng bột ngọt. Giờ nước cũng sôi rồi, giờ em cho cải vô em luộc luôn. Cái cà gót này nó cũng lâu chín lắm nè, em cho vô luôn. Cá em chiên nãy giờ cũng chín nè, giờ em vớt ra luôn. Vớt ra cái mình luộc rau nữa, dọn cơm ăn hết em xin. Cá chiên vàng ngon hết thiệt. Dạ. Nhưng mà nãy mới để vô cái nó bị chóc thanh bên già. Sao đâu. Giờ cải nãy giờ em luộc á cũng chín rồi, giờ em vớt ra luôn. Em cho vô dĩa. Em mới vớt bắp cải ra, em cũng cho cái rau dền vô, em luộc luôn. Giờ em sơ cơm với lại em lấy trứng vịt ra, em đi lọc luôn. Nãy giờ chắc cũng chín lâu lắm rồi, nhão rồi nãy cơm nhão nè. Tại nãy lo chiên cá rồi chắc nước cơm không kịp á. Hai anh em làm lu bu cũng không kịp. Dạ, hơi nhão. Đi, nhão ngon, lấy hơi chút xíu nữa đi.
Giờ em lột hộp vịt luôn à. Cái này tại ít á mình đập như nè, chứ nhiều nhiều á mình lấy cái nắp son á mình lắc là đều gắn cho nè, chứ khỏi đập như vậy. Rồi hộp vịt giữa, cái này giữa hết mấy trứng. Cái này tại mình mua vịt của người ta chạy đồng á anh Sơn. Người cho nên nó giữa người ta cũng đâu có biết, mà mình mua cũng đâu có biết. Mình đâu có biết đâu. Dạ. Con sao mình ăn vậy? Dạ đúng rồi. Giữa nhiều khi còn ngon nữa anh Sơn. Mà cơm á, cái chiên sớm giờ em làm cũng xong rồi nhờ. Giờ mời cả nhà dùng cơm với hai anh em của em. Em mời anh Sơn dùng cơm. Dạ, em mời cả nhà dùng cơm với anh em. Mời anh hẹn cơm. Dạ. Anh Hiền làm mấy món này đơn giản thấy ngon quá. Dạ, tại vì cái mình kéo củi thì cũng hơi trễ thôi. Giờ làm mấy này đơn giản thôi. Ăn cho nó Ngon rồi ngọt. chứ đói bụng quá. Giờ trễ giờ rồi. Hút giờ chứ. Uống giờ cơm à. Dạ, hút giờ cơm. Nó dễ để xương. À, cho nó mắm vô cái hộp vịt hả thì dạ mình vẽ ra cái mình ăn nó ngon. mình thấy cái nước cơm này thèm mất chứ không Chắc nói làm chớn chán á. hai anh em mình dành để tô nước cơm Thôi vậy đổi ngược lại đi. quá. Bên nhà mình lúc trước cũng ăn nước cơm vậy đó. Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Anh vẽ luôn hết luôn ha. Anh em mình hôm nay ăn cái mấy món này là hào cơm nhiều lắm luôn Cái này cơm lên xem. á. Rồi, anh em cơm. Dạ. Mời cả nhà dùng cơm. Giờ này mình chan canh ăn mới ngon. Hộp vịt luộc ăn lại chung với nước mắm ngon quá anh Sơn. Rồi cho nó cơm đó. Dạ. Dạ. Nãy em luộc thấy rau dền á, cái em lấy nước lại em nêm nếm làm canh ăn luôn. Tại em thấy nước cơm á ít quá. Luộc ngon, nó ra ngọt lắm. Ăn ngon. Dạ. Cái này tay sớm anh không chịu á, chứ rau luộc nè em kho một nồi kho khô quẹt chấm mới ngon. Cái món này ha, Giòn cái món gạo này là chấm ăn khô quẹt ngon ha. giòn anh nãy hỏi với anh không chịu, anh nói thôi chấm nước mắm thì để luôn. Là ăn vậy cho nhanh. Quá ngon à, ăn gạo cũng ngon lắm hả? Giòn Ăn gạo mạnh mạnh vô nè. cá nè anh Sơn, Rồi, tới liền. ăn cá nhiều nhiều quá chứ đừng ăn da mạnh mạnh. Này có hai anh em mình ăn thoải mái nè. Mẹ thì mệt á, không có vô ăn cơm chung với em cả nhà. Sớm em cũng có mua ăn cá nè, rồi mua miếng thịt riêng là để em kho cho mẹ em riêng, còn tụi em thì ăn cá.
Cơm mình có cái canh đó, mình ăn nó ngon mà nhanh. Ngon. Này con rau nè, ngon quá nè, rau tươi ngon. Bây giờ nó ăn mát. Cắn đầu phải ăn canh, cắn sau ăn khô, là ăn rau cải. Rồi anh hẹn ăn tự nhiên đây tay tới liền à. Tay dài lắm. Để nhiều khi để nhà cái anh. Tại anh ăn ngộ, ăn cơm rồi phải trang canh vậy đó. Em tính về chén nước cơm đổi ngược lại cho anh. Để xa quá hiền trang tới không đây? Dạ tới, em có chén nước cơm, tô nước cơm rồi. Có gì hả? Nói anh chiều quá. Người ăn tàu canh đó. Một dịp giữa này chứ ăn ngon lắm anh hả? Ngon. Cá nhóc này ăn nhiều nhiều với anh thôi. Cá là tại sớm mới gấp á, chứ anh để cái khứa, anh lấy cái bột mì á, anh thay vô bột chiên giòn cũng được nữa, thay vô gượng hển chiên. Nhìn thấy nó ngon dạ, ha. Con cá nó giữ cá cái nó... độ nước lại, con cá nó bóng đẹp đẹp lắm. Chấm có khô. À, do hai nem gấp quá cho củi á. Dạ, đói bụng. Đói bụng nữa chưa. Làm gì đơn giản mà lẹ ăn cơm. Cái món này là nhanh nhất rồi. Dạ. Thời này ăn rau cải rồi hoặc là ăn canh rồi ngon. Ăn cơm lắm mấy món này nè. Dạ. Đơn giản ngon. Mình dĩa cơm hết nghỉ. Khỏi ai dành ha. Nói chứ còn cơm. Còn ở dưới cơm trong nồi còn nhiều. Tính ra mình nấu cơm củi khó canh lắm thầy ơi. Dạ. Khó canh lửa. Giờ yên cái là nó bị nhão à. Còn tại làm... hồi nãy bắt lên chiên cá. Anh em làm không sể. Xe qua thì nồi cơm á, nó nồi gan á, nó nóng lâu nữa, nó mau cạn. Mau. Ăn cá lên chưa? Cá nhóc nè anh. Con để anh nảnh đi. Cái bàn đá nè, cái dĩa nó trơn cái nữa.
chạy. Giờ nó chạy. Mấy món này á, nó thấy vậy chứ mình ăn cơm nó hao lắm á. Ngon. Dễ ăn ha, ngon. Dễ ăn. Nè để em lật con nha. Cà. Nó nói chứ xin miếng nước cơm nha. Dành nước cơm hiện. Anh em đổi đi. Nước cơm đặc kẹo ngon quá. Hồi nãy em tính đưa cho qua chanh này đó. Biết anh phải nước cơm. Đấy, anh em mình chạy sang qua sang lại cho nó vui. Cá dóc ăn mạnh mạnh lên Sơn. Hiện tâm đi. Thấy rau củ nhiều quá thấy thấy nó thèm, nhảy vô đây luôn. Quá chí à. Cá này hiện chiên vừa tới nè. Dạ. Cá này mình chiên vừa tới nè ha. Chiên vô luôn. Nó là anh xin gấp nguyên miếng luôn ha. Em giả cho nó. Hết nguyên miếng luôn hả? Hết luôn. Cứ dùng tự nhiên không có gì anh em mình. Nó nói chứ vậy cơm đây hết rồi nha Hiền. Hiền anh chưa bên chưa hết á bên Hiền. Em thì chưa đâu, em ăn canh cho em ăn lẹ lắm. Giờ em đang ăn rau, em ăn khô. Nói cho bữa nay là mừng lắm à. Hai anh em mình tha mấy củi vô là dạ. Thấy khỏe ha. Khỏe, mừng dữ lắm. Thấy củi về tới nhà là yên tâm mà. Chứ để hả, lỡ mưa giờ nào mình đâu có hay được. Mưa cái rồi không có củi chụm. Với cái đường vận chuyển mình vô hơi khó anh em. Dạ. À, xe không tới nhà ha. Dạ không. Tại đi đường nhỏ của người ta, người ta đâu có cho mình kéo nó vô đâu. Đường nhỏ, vừa chiếc em ra chạy. Ở đây thấy vậy chứ, mà không làm cái kia đồ từ tư là ngắn. Mọi cái món mà công người ta kéo vô công là... Người mắc hơn cái tiền mình mua đó. Dạ đúng rồi. Tiền nhân chuyển á, phí nó cao hơn. Vô độ 500 mà mướn vận chuyển 500. Nó ngang ngửa luôn. Đường quá xa. Kệ đi. Mình khó khăn mình cũng vượt qua ha. Dạ. Về sang quan canh anh xin ơi. Cứ hai chén khô, hai chén nước vậy à. Hai chén khô, hai chén nước không? Dạ. Thành bốn chén à. Dạ.
Là phải ăn vậy đó mới ngon chứ. Cái mà mình ăn canh á, mà ăn rau á thì nó không ngon. À, để ăn khô rồi đó, cái mình ăn rau cho nó ngon cái bắt đầu quay lại cái mình hán canh. Bây giờ hai anh em mình chia luôn lên xưng. Rồi, cảm ơn huyền. Món này sao bắt quá. Dễ ăn. Ở đó là chuyên môn ăn trứng luộc á nha, dầm nước mắm á, thì Dầu không nước mắm thì nước nước tương tương nó ăn với chai nước cơm này nè, nhận ăn vậy là ngon rồi đó. công nhận lâu lâu ăn cái cứng bụng quá ngon. Nó quên nữa chứ tính hấp chén canh mà thôi để tráng miệng miếng bưởi còn nữa hả? đi chứ tính hấp miếng canh rồi đó nhưng mà thôi cá trời trời này mồ hôi hầm á. Công nhận ha, ngộ ha, cái trời mà nóng lực á, thì khó ngủ hơn cái trời lạnh Nói hay quá. ha. Thì ăn chén nữa đi, thì Dạ ăn chén cơm nữa dạ thôi được anh ơi. đi. Để ăn nhiều quá trời mà. Em thấy vậy chứ ăn hai chén này khô mà hai chén nước nữa thì chạy ra là bốn chén rồi. Cái này tại nãy có mấy con gì với chít chít đó, nó bu á. Rồi cái em dán lại ăn miếng bưởi chắc mẹ anh rồi, cảm ơn thầy nha. Dạ em mời cả nhà dùng bữa với hai anh em em cũng mời cả nhà ăn bữa với em. Nôn quá, bữa này kêu bằng bữa năm năm gọi ấy, bữa da xanh. Bữa da xanh bữa da xanh bữa hổm lên nội nè. Ừ. Thấy cây đó được hai trái rồi sinh trái về tới nay mới xẻ nè. Bữa càng để càng lâu nó càng ngon dạ. ha. Mình bẻ trên cây xuống mình ăn liền là đâu ngon, mình để chừng 50 ngày ăn ngon. Đúng rồi. Ừ. Không nhận hay ha, chốt ông nói bữa này nó chưa có chín đâu, tại thấy bẻ vậy chứ chưa chín mà thiệt, để tới giờ ăn cũng còn ấy, nó chín là ăn ngọt lắm, ngon lắm. Đây ngọt coi, thế đây cũng ngọt Dạ thì ha. thấy ngọt nhưng Ừ. mà cái là cũng như chút ông nói là nó chín tới á là ăn nó rất là Ngon. ngọt, ngọt dữ Ừ. lắm, tại cây bưởi này ngọt lắm. Vậy thím Út kêu bẻ hết hai trái luôn mà thôi, bẻ một trái à. Ăn trái được rồi, chờ lại cho chủ nhà ăn trái. Bữa này thấy vậy chứ năng mỗi ngày tốt Chị bệnh đó không? à, chị bệnh. Cụ Hiền có mấy 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 xe củi mà ăn quá trời ăn luôn. Ăn vậy mới ngon chứ. Cái này nó còn cái hậu hơi chua chua một chút, chưa có ngọt không? Này có chua chua ngọt ngọt còn được đấy, Dạ không? nó này cũng vừa ngon mà vừa chín rồi.
quá ngon rồi, quá chí. Nhắc cái bụng lên. Quá chí no, quá chí ngon. Ngon thiệt chứ bụng. Thêm cái nữa nó hầm thì nghịch nội quá chí. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip mà ủng hộ cho mấy anh em của tụi em á. Giờ hai anh em á cũng ăn cơm xong cả nhà. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào cả nhà.